ទូរទស្សន៍នៃជនជាតិក្រុមនាថ្ងៃនេះប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2028អញ្ជើញជាអធិបតីបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អាស៊ានលើកទី28 នៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែតុលានាយកសន្តិការីសុខារេសីដងភ្នំពេញសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2028អញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អាស៊ានលើកទី28កិច្ចប្រជុំនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អាស៊ានអគ្គលេខាធិការអាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីស្
sang cung bà bát thoa Asean, Akia Lekatika rong Asean, đầm nang Ajen Trai sa cung sang cung bà bát thoa Asean, Pratipu Om nâng bên trái bẹp quan chỉ tràn rụp. Muốn bị thị bạc kịch bị chúng xâm đại đại chùa nội dụ rốt mình trái ban tổ tu chúa bị phị xa càng nghĩ chỉ mùi Pratipu rốt mình trái sa cung sang cung nâng bà bát thoa Asean, đặc nôm đòi ai chỉ đòm đạt tụ Nami Muhammad rốt mình trái cửa xung bà bát thoa dụ bà chùn nâng cây lạp rùi này. Xâm đạch đầy chùa mình bật sát xoa cùng bật tìm phụ tiền mũ, đại bản anh chơi một chùa ruộng nơi khốn cách bật chùm cổng bật xa xa cùng xong cùng bật thỏa diễn lực tìm một phây bạm bấy nơi bật đi chi nở chạc Campuchia. Xâm đạch đầy chùa mình bật sát thạ, nơi khốn ác diễn dương mình xô xô xa đám bầy, xô xô xa đám tìm mũi xa cùng xanh tệ sốc nơi dụ mai, xô xô xa đám tìm bí xa cùng xe tệ kịch, nâng xô xô xa đám tìm bấy cứ xa cùng xong cùng bật thỏa đại dương tiên ọc này cầm bông chùa ruộng bật chùm nít ngày này. Xâm đạch đại chúa bằng tổ thả, xô xa đông ní tiết sáu cứ bất kì mình sẽ xâm khăn khăn ná. Khăn nông này ní, xâm đạch bàn lực tất chất ai bà tế phụ tiền ốc bằng bánh thua dàng ná, bằng rừng cách hạ bà tế bạch cá, thua dàng ná ai đầm ná cá cách bà chung krom bạc xa xa cung xong cung bà thọ ạ diện lực tì mà phải bạm bấy từ tù bàn lắp tập hóa chi phai bạc cá. សូមគោរពសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដេចជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពអាយដាមលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អាស៊ាននៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានអាយដាមលោកជំទាវអាយអគ្គរដ្ឋទូតអាយអគ្គរាជទូតភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រី សូមអបអរសាទរស្វាគមន៍កម្មវិធីបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អាស៊ានលើកទី28ប្រារព្ធនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ai chỉ đóng bên đất sắp hiện ra hoàng chun ở rắn rắn mình trời cơ xuống ấp rung như bên chun nâng cây lá nâng chia bật hiên cầm bật xa xã cung sang cung và bật thoa diễn miếng bật sát hạ cây bật chum ní nâng miếng bật tika om chum nôn pí cứ cam vị thi bật cút cho chết đánh đau giúp bật chun ở diễn trên năm pi còn một phải pí nâng vị thi sầm phốt mà chia mình đôi sắc xa ở dĩ ác nề ai chỉ đóng mình to thạ cây bật chum cầm bật xa xã cung sang cung và bật thoa diễn lực tì một phải bật bấy nâng phí nực mơ ẩm phí vô tên áp hiếp vì xây ả tiếp hiếp đài xâm rạch bán nơi khăn chân nằm phí bọn mà phải phí này cách bởi chung ở đồng mình trái xã hạ cung xong cung bọc bạc thoa ả diễn lực tì xàm sập bấy nâng bánh hà bởi chôm nền ní đàm bấy chú rũm đọc xài xâm rạp đạc chún cách bởi chung công phụ ả diễn lực tì xài sập nâng tì xài sập mũi nếp bê khả mục khăn nông niêm chia bởi thiên cầm bạc xa xã cung xong cung bọc bạc thoa ả diễn ai cho đồng bình đất xa phí cha hong chun ở rắn có bàn chùm rịp chún ông bởi chung ông phí xâm tịp hoa xâm khăn chia ả tịp hiếp ព្រឹត្តិការណ៍អមនិងឯកសារដែលត្រូវអនុម័តរួមមានសេចក្តីប្រកាសតេតតងនឹងការងារកីឡាអត្តសញ្ញាណអាស៊ានវប្បធម៌ពលករចំណាក់ស្រុកសហគ្រិនភាពរបស់ស្ត្រីការលើកកម្ពស់ស្ត្រីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខកិច្ចប្រជុំនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមតេតតងទៅនឹងការបំរើបំរួលអាកាសធាតុនិងការកំណត់ឆ្នាំ2022គឺជាឆ្នាំនៃយុវជនអាស៊ានផងដែរ ថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍សង្គមបពធអាស៊ានលើកទី28សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022មានប្រសាសន៍ថាអាស៊ានគឺជាសហគមន៍ពហុវប្បធម៌ដែលតម្រូវឲ្យខិតខំរួមគ្នាក្នុងភាពចម្រុះសម្ដៅសម្រេចបាននូវការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសយុវជនអាស៊ានដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពធន់និងការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមក ស្របតាមស្មារតីស្នូលរបស់អាស៊ានចក្ខុវិស័យមួយអត្តសញ្ញាណមួយនិងសហគមន៍មួយ
chỉ mới nâng cao thay sang trạng thái còn lưng nụ đáy, sống đạch để chùa nữ dụ rõ bàn miếng bộ xác lực tất chất ai bộ chí bộ rõt ác diễn tiền ốc, chỗ rung bất tích ca xì kèm cho năm 2017, đại Campuchia thua chí mà chạp tè. Sống đạch để chùa nữ dụ rõ thầm trái, miếng bộ xác lực lãng giáng đối chân này thả. Chẩm xôm chùm rinh. Cả án vọt bà gọp đòi bộ sở tập hiệp, nơi sẽ kết lãnh ca, trong xìm riệp. ສະໄດພິການເລືອກກົມພູສາຄົມອາເຊຍນປະກອບດ້ວຍການຊໄຊປະດິດນັງພຽບສໍາລັບດັ່ງໃບເລືອກສຕຸຍເສດຖະກິດວັດທະນັງຊໄຊປະດິດເລືອກພິເນທິດການບັນຕໍປົງເຮັງການຜ្សາພ្ជាប់ປະວຽງປະຊາຊົນນັງປະຊາຊົນກໍຈະກິດການອະທິພຽບດໍສໍາຄັນຫນຶ່ງໄດ້ນັງຊ່ວຍເລືອກກົມພູການຍຸລະດັ່ງ ពីគុណដល់លំរៃនិងអត្តសញ្ញាណអាស៊ានក្នុងស្តប់យុវជនព្រមទាំងពង្រឹងតួនាទីរបស់យុវជនក្នុងការចូលរួមកសាងសហគមន៍អាស៊ានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវយុវជនក៏កំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនៅក្នុងបរិបទឧស្សាហកម្ម 4.0ផងដែរដែលនៅคล้ายទៅជាតាលីកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ដើម្បីជំរុញការចូលរួមកិច្ចអភិវឌ្ឍតំបន់យើងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងទូលំទូលាយកម្ពុជាបានរៀបចំឡើងកិច្ចសន្ទនាយុវជនអាស៊ានលើកទី1នៅខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជានាពេលថ្មីៗក៏ឡងទៅនេះ ដើម្បីផ្ដល់វេទិកាឲ្យយុវជនអាស៊ានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈជាមួយនឹងការធ្វើអ្នកធ្វើគោលនយោបាយនិងដៃគូសន្តិភាពច្បាប់ផ្សេងៗទៀតទន្ទឹមនេះកម្ពុជាក៏បានប្រួយប្រាំរៀបចំដាក់ចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មេដឹកនាំអាស៊ានស្ដី២ឆ្នាំ ស្រីពីឆ្នាំនៃយុវជនអាស៊ានឆ្នាំ2022មួយវិញទៀតដោយកម្ពុជាបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានទាំងអស់ចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ